Thưa quý vị, mặc dù đã được tòa án quyết định là đường đi chung không được lấn chiếm, tuy nhiên những người có nhà ở phía đầu con đường vẫn ngăn cản không cho những người khác đi vào con đường để vào nhà ở vị trí bên trong. Đó là nội dung thư mà bà Vũ Thị Anh ở khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa gửi đến chương trình trình bày. Phóng viên chương trình đi tìm hiểu thực tế có ghi nhận sau đây. Trong thư gửi về chương trình và gặp trực tiếp phóng viên, bà Vũ Thị Anh trình bày bà có nhà và đất nằm phía sau nhà của gia đình bà Đỗ Ngọc Sen và bà Đỗ Ngọc Tốt. Để đi vào nhà bà, từ ngoài con đường cách Mạc Tháng 8 vào có một lối đi chung chiều ngang 1 mét. Tuy nhiên, năm 2014, con gái bà Đỗ Ngọc Tốt là Đỗ Ngọc Mai, Đỗ Ngọc Sương và con rể là Nguyễn Minh Tuấn đã xây nhà tắm lấn ra lối đi chung, khiến con đường bị hẹp lại, gây khó khăn trong việc đi lại của gia đình bà. Vì vậy, bà đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa và được tòa ra quyết định buộc bà Đỗ Ngọc Tốt, bà Đỗ Ngọc Mai, Đỗ Ngọc Sương và ông Nguyễn Minh Tuấn phải tháo dỡ phần xây cất lấn ra đường. Phía gia đình bà Đỗ Ngọc Tốt đã đồng ý tháo dỡ, nhưng do điều kiện khó khăn nên đồng ý để bà Anh chịu phần chi phí tháo dỡ. Bà đồng ý trả phần chi phí xây dựng lại bức tường của căn nhà bị tháo dỡ. Việc tháo dỡ này có sự chứng kiến của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, Ủy ban nhân dân phường Long Hương và khu phố Hương Giang cùng bà Đỗ Thị Sang, Nguyễn Thị Tốt, Đỗ Ngọc Mai, Đỗ Thị Sương và ông Nguyễn Minh Tuấn. Các bên cũng đã nghe đọc biên bản về việc thi hành án và ký vào biên bản. Tuy nhiên, bà Vũ Thị Anh cho biết từ lúc thi hành án đến nay, phía gia đình bà Sen có hành vi ngăn cản không cho bất cứ ai trừ bà Anh đi lại trên con đường này để vào nhà của bà Anh. Vì vậy, dù đã xây nhà, nhưng bà Anh không thể đấu nối điện nước để sinh sống. Muốn xin với lại các cấp chính quyền địa phương là sao cho tôi được đi vô cái con đường đó, mà không phải riêng tôi mà cả con, cả cháu và tất cả những người thân, người quen hoặc là bất cứ ai đi vô con đường đấy đều được. Và cái điểm thứ hai nữa là cho tôi vô được cái đường điện, nước. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Long Hương mời bà Đỗ Thị Sang, Đỗ Thị Sương, Đỗ Thị Tốt, Đỗ Ngọc Mai và bà Vũ Thị Anh đến làm việc. Tại buổi làm việc này, bà Đỗ Ngọc Sương đưa ra quyết định của Tòa tối cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và khẳng định con đường này là con đường gia đình bà cho bà Anh đi nhờ. Theo bà Sương, trong quyết định này, tòa án đã quyết định chỉ cho bà Anh và ông Tiếp, chồng bà Anh đi chứ không cho ai khác lưu thông. Sau khi đọc quyết định của Tòa tối cao thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công an phường Long Hương, cán bộ địa chính phường, cán bộ tư pháp phường và chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hương khẳng định trong quyết định của Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 không thể hiện nội dung chỉ cho bà Anh và ông Tiếp, chồng bà Anh đi chứ không cho ai khác đi. Quyết định nêu gia đình bà Đỗ Ngọc Sen phải để 1 mét ngang đường hẻm làm lối đi chung cho gia đình bà Anh và ông Tiếp. Do gia đình bà Đỗ Ngọc Sen không biết chữ nên phía Ủy ban nhân dân phường Long Hương đã đọc lại quyết định, nhưng bà Đỗ Ngọc Sương, Đỗ Thị Tốt, Đỗ Ngọc Mai kiên quyết không đồng ý và cho rằng do bà Anh đã bán căn nhà cho người khác nên giờ gia đình các bà không cho đi và bích con đường lại. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Hương có ý kiến. Qua các hồ sơ liên quan, phần đường đi này là đường đi chung. Đề nghị gia đình bà Đỗ Ngọc Sen không ngăn cản việc đi lại của công dân trên con đường này. Ông Quang đề nghị công an phường theo dõi việc chấp hành của phía gia đình bà Đỗ Ngọc Sen. Ông Nguyễn Thanh Quang cho biết, hộ gia đình bà Anh có quyền liên hệ với các đơn vị để lắp điện nước theo quy định. Ông Quang đề nghị bà Đỗ Ngọc Tốt, Đỗ Ngọc Sương và Đỗ Ngọc Mai cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường những văn bản hợp pháp chứng minh ý kiến của gia đình các bà là chỉ cho bà Anh và ông Tiếp đi lại trên con đường này, ngoài ra không cho ai khác. Trong vòng 7 ngày, bà Đỗ Ngọc Sen, Đỗ Ngọc Tốt, Đỗ Ngọc Sương và Đỗ Ngọc Mai không đồng ý nên không ký vào biên bản. Như vậy, về vụ việc của bà Vũ Thị Anh, đề nghị bà liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Long Hương để được giải quyết dứt điểm. Thân mến chào bà.